Ok, và đây là shop đào blood.com nha anh em. Shop mình hiện tại vừa mới khai trương nên tỷ lệ cúng kim cương khá là cao và ạc free fire khá rẻ nha anh em. Shop này là shop hợp tay tính nhất mình, em cứ yên tâm về độ uy tín nha. Hiện tại shop mình đang có rất nhiều event và vòng quay vô cùng hấp dẫn với tỷ lệ trúng kim cương cực cao. Anh em hãy nhanh tay ghé ngay shop đào blood.com thử vòng may nha anh em. Link shop mình ghi dưới phần bình luận và mô tả video nha. Nên đừng bao giờ theo. Đổ mồ hôi hột hết trơn. Bắn cái này gặp hồi nó thủ thăng kèm không mình đổ mồ hôi hột hết trơn anh em ơi. Nó rung rung hết trơn rồi. Hết nước chấm thiệt sự anh em ơi. Rồi lượm ơi. Thôi rồi lượm ơi. Thôi rồi lượm ơi. Một dòng không công vậy trơn. Hủ 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 hủ. Ai đẩy chân băng full đỏ mặt bả luôn rồi. First blood. Quá nò. Ok. Lên kèm mới. Đó, đặt kèm ngang rồi thôi. Khỏi khỏi nào công luôn. Đó, thầy không bắn luôn, thầy đặt kèm cho em ra luôn. Đó. Anh chấm chưa? Hết nước chấm chưa? Nguyễn Thường Vũ, siêu phẩm món diễn thầy. Hết nước chấm chưa? Hết nước chấm chưa? Một cáo. Này thì không công rồi. Vỡ mồm. Mấy em bắn mấy em công lên giùm thầy đi. Thầy cứ em cứ bắt thầy công trong em đứng mấy em thủ là. A few moments later. Okay, rồi. Được. Kỹ năng này, kỹ năng hơi thúi đấy. Không phải thổi thở luôn. Còn thổi thở luôn. Dám bắn thầy. Dám bắn thầy phải thổi thở luôn. Thổi thở luôn. Phải thổi thở luôn con. First blood. Bắn giờ là giờ là giờ là giờ là giờ là giờ. Dơ với thầy nè. Mày đùa với thầy, mày bịp với thầy à. Thầy dạy em, thầy cứ dạy em bịp ô. Thiện Nguyễn, Thảo Ma Maria Ô. Kè chắp kè, chắp kè luôn, chắp kè luôn. Nói chắp đúng kè luôn. Dung Long Lam, trận này thầy thắng làm thử thách 20 đúng giờ thở bằng vít mặt cười. À, không cài đạn được. Em bắn một tay đi thầy. Yếu rồi đó. Anh được chấm rồi. First blood. Ông thấy mình chết ta. Mày ngu mày chết mẹ mày đi thì mày kêu cái gì? Ảo đó. Chị cái lơ à. Ui giời ơi. Hàng chi bắn hoài nó không ngẫm gì cái lơ ông nội ơi. Trả rồi hả? Hồi máu cho thầy nữa chứ. Trời ơi là tại chị cái lơ hồi máu cho thầy nữa chứ đứt cho bông keo không dám ra nữa chứ. Mãi làng trên chơi rồi chứ. Thủ keo luôn. Thầy ơi đồ thầy có bắt được. Cái này đầu chọc nổi. Cái này ra đây. First blood. Áo đỏ chúng cổ vest. Chịu dữ vậy ta. Bắn nhiều khớm vậy. Bắn gì thì đâu thêm một cái bãi nó bắn hết nước chấm vậy trời.
first blood. Cái gì đây? A few moments later. Bị cá này, ta cũng rất không chất kích thích. Tính tình thì khá là hiếm. Có anh em ta là chết thích. Anh nào đúng thì con má mày. Tối qua anh em chơi mình sáng nên hôm nay mình ngủ cả ngày. Còn tối nay đi tìm thằng hôm qua láo chó. Xưng là nắm đi vàng của tao. Nên nhà nó chuẩn bị có phó. Danh lợi mình thích thì tao cho. Đàn bà mày thích thì tao lo. Nhưng chứ anh em mày đem đi bán thì mạng của mày để tao lo. Mới đây em tao là cha là chú. Lúc khi trên giường mấy con kệ phải rất là gặp rú. Á đường đúng vậy. Nó mà tụi mày gớm gì ta. Tụi thì điện qua Campuchia thì hỏi cách nào để trị thằng này coi. Alo. Trời ơi chưa. Úc bên em ơi em. Rồi. Em ơi, em cho anh hỏi lời cách nào rồi để bắn hết sọt mà có 7 cô chỉ em thôi. Chứ bây giờ anh nên bắn một ngày, bắn 5 tiếng là thua luôn bây giờ. Được chưa? Cái gì? What the hell? Đập thằng chú hả? Rồi, ok. Đập thằng chú anh em ơi. Rồi, được. Rồi, thằng chú. Em là con người chứ em không phải là con trai. Rồi, thằng chú, ok. Ông bà la, bà la cha, thương yêu vũ vậy làm bồ, thương chú chéo như giang hồ, bà la xa ma ca la, nó đã gặp chú. Ghê chưa? Gắn món tảng vô. Chết nè. Lên nha. Rồi, lên. Phải chết, phải rồi con. Ngoài phút cho tới đâu trong chiều mà tới đó. Đừng ngó trước ngó sau coi chừng đầu hay sống bó. Mày sống chó như tao sống với nhau tình nghĩa. Tao có chứ 2000 years later. Cho đàn bà mày thích thì tao lo. Nhưng chứ anh em mày đem đi bán thì mạng của mày để tao lo. Bước ra đường anh em tao là cha là chú. Trước khi trên giường mấy con ghệ phải rên la gầm rú. Bước ra đường chữ kính hiếu dành cho người cha người chủ. Còn anh em mình đến cái tình sẽ làm cha với thằng chủ. Mày thích chưa tới đâu thì tao chiều mày tới đó ra đường. Mà không có như tôi sống với nhau từng nghĩa. Tao có chứ có sao mà chống không bằng tao sống với nhau không. Mày bị điên à? Không có gì sao mà thích cho tới đâu thì tao chiều mày tới đó. Có chừng đầu mày bắn bó. Mày không chó như tôi sống với nhau từng nghĩa. Tao có chứ có sao mà chống tao bằng cách sống với nhau. Trời ơi. Nó ke luôn anh em ơi, thằng này nó bắn thì cái lơi còn ke nữa. Nó chẹo luôn, nó ke không anh em. Bắn tao luôn đi. Chưa tới thằng nào mà bắn quê luôn mày luôn, nó ke nó không. Kể thì kệ tao. Bắn tâm luôn anh em à. First blood. Nghe không? Đúng. Không có công luôn anh em ơi. Á à, mày sẽ kêu cũng bắn hằng ngày. Hằng ngày nó bắn thà dơ nó vẫn muốn thắng anh em ơi. Nó thà nó dơ nó vẫn muốn nó thắng mới được. Gấp luôn. Để cái lơ nữa chứ. Thôi. First blood. Rồi mày vô. Bắn thì không công, bắn thì không công, chưa lên mà đã bắn bể đầu 2-3 lần. Cho mày chết. Đúng là để Obito. Bốn thằng xe gai hỏi Obito sao mà thằng. Sao mà Obito dạy cho mình để bắn kìa.